chiều ngày hôm nay. Em Bích Lụa hiện nay thực sự là Thu Hải rất mừng và rất vui, rất hạnh phúc khi em hôm nay đã thực sự là cô dâu. Và cách đây cũng rất còn lâu rồi, ngày đấy thì tôi bắt đầu tốt nghiệp sư phạm thì em Lụa chính là học trò đầu tiên. Và hôm nay thì phải nói rằng học trò của cô thì giỏi hơn cô rất nhiều rồi. Và đến đám cưới của Lụa ngày hôm nay thì rất vui, và cũng qua ngày hôm nay thì chị Hải không biết nói gì, chúc em thật hạnh phúc.